Alo. Dạ em nghe nè, em đẹp Em quay quay ngang lại đi em, quay ngang cái máy lại. Rồi rồi chờ. Chào chào anh Bảy ha. tính gì làm gì Thì nay sao anh có bớt được chút nào không? đó, nay bớt được chút nào không? bớt thì không biết làm sao, thấy con người đó nhẹ nhẹ chút. Có nhẹ nhẹ một chút hả? Dạ. Rồi ăn uống này kia được không anh? Dạ. Ăn uống được không? Ăn uống gì chút chút chứ đâu ăn nhiều được. Hình như là anh Bảy nghe không rõ phải không em, hay là do cái máy nó xa quá? Anh nghe không rõ rồi, từ hôm đau tới nay anh hơi là bùng 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 lỗ tai á. Rồi con cái này kia đã về được chưa, chắc chưa hả? Không ra. Dạ chưa. Bắt đầu Đi lên. đầu tháng 10 hy vọng là người ta thông chốt cho đi ấy, Dạ. em. Có chỉ thị mới, hy vọng là vậy. Rồi anh coi, anh cho em coi cái bụng coi, anh cởi áo ra chút em coi cái bụng coi nó có. Trời ơi, cũng vậy thôi hả, dữ vậy Nay nó hả? sổ cái bụng nó hơi nhăn da rồi đó anh Dĩ ơi. Chạy sao sổ bớt mà còn vậy đó hả? Dạ ảnh mà ba với lại anh đi cầu được, nó sổ được rồi đó, là cái bụng cái này nó có nhăn da nè, cái chân thì do sưng dữ lắm. Vậy rồi hôm giờ uống được thuốc gì rồi? Ông hút cái thuốc của cây cây âm so với cái ông thầy ở dưới Tiền Giang, anh Văn đó, anh gửi lên anh cho thuốc viên uống anh Dĩ mà sổ đó, sổ với anh ăn được rồi. Có ông thầy ngoài ngoài vùng núi người, người dân tộc chỉ ăn gà nướng với bưởi á, em nướng cho anh ăn được hai con anh khỏe đó. Thì anh thấy ở trên comment đó, cô chú anh chị cũng chỉ cho rất là nhiều bài thuốc, nhưng mà cứ lần lượt đi, mình cứ lần lượt làm thử coi cái nào nó gọi là phước chủ may thầy, mà mình đâu có biết trước được. Dạ. Đôi khi cơ địa của từng người nữa, người hợp thuốc này người hợp thuốc kia. Dạ. Thì Bữa nay anh đi có mấy cái toa trước. thuốc á, có mấy cái toa thuốc mà anh chụp anh gửi qua cho em đó, là mấy cô mấy chú gửi qua bên Zalo á, thì anh có chụp anh gửi cho em đó. À, mấy cái tờ thuốc đó là chờ nó uống thuốc lên nó sổ dữ lắm anh Dĩ ơi. Chờ vợ con ảnh về đi hãng hốt mấy cái đó cho uống, chứ ảnh con mình rồi sổ quá ảnh làm không được tội nghiệp ảnh. Mà hơn nữa nó cũng phải từ từ, bởi vì nó nhiều bài thuốc chứ đâu phải một bài, nên là cũng không biết là cái nào nó hợp mình nữa, để cứ từ từ đi. Thì có một số bài thuốc lại phải ra tiệm thuốc bắc này kia nữa, chứ đâu phải mình có được liền. Rồi trong người sao anh Bảy, có khó chịu lắm không? Anh hỏi anh trong người khó chịu lắm không kìa. Không có chịu mà đi hơi nó mệt chứ thở không ra. Không có khó chịu nhưng mà đi hơi mệt. Không nói. Thở không nổi hả? Cũng như anh đi anh mệt cái anh vậy. Anh Dĩ hôm qua cái anh đó, anh Dân ở dưới Tiền Giang anh gửi lên cho được 3 triệu đó anh Mừng quá Dĩ. Dạ gửi cho em rồi em kêu nhóm gái em đi xuống dưới rút giao tiền cho anh hôm qua 3 triệu nữa. ha. Mừng quá. Dạ Nói chung là ai giúp được cái gì thì quý cái đó thôi, chứ biết sao giờ. dạ Ở mình nữa cũng tội nghiệp. Thì em có thường qua nấu nướng này kia cho anh Bảy không? Thường nướng gà này kia hả? dạ mấy gà em sắp thuốc cho anh uống đó. Trời, may còn có hàng xóm tốt nữa. Nước gà nữa hả? Thuốc nam cái gì nãy nói rồi quên rồi, em xoa em xoa em cho thấy sắc thua sắc nước nước sắc cho anh uống này, mới làm cho ảnh một ly một ca chanh muối nè. Uống chanh muối nữa hả? Dạ tại vì nó uống chanh muối nó học cũng sổ nữa anh này, trong nhà đó. Nhưng mà kiên trì uống cái anh xoa đó em, kiên trì uống anh xoa nó tốt lắm em.
Cây cây an xoa với cây xả đen á là nó là vị thuốc chánh luôn á. Chỉ của anh ở ngoài quê cũng chặt quá trời, ở ngoài đó cũng nhiều cây an xoa lắm, nhưng có một cái là vào thời điểm này là bên bưu điện người ta chưa có giao được á, phải người ta giao được anh nói chỉ anh gửi vô cho. Chứ cây an xoa Cái anh nói từ thiện với Mỹ An, anh lên anh cho nguyên một bó, cũng cỡ đặt ra cỡ bao cũng từ hôm trước tới nay đó. mà có đó không anh coi cái anh xoa là phải sắc đặc đó em, phải sắc đặc thì nó mới có hiệu quả đó. Dạ, cái này em sắc đặt rồi, cái lấy cái nước lỏng em nấu nước uống luôn, không có bỏ. Đúng rồi, sắc đặc đặc một chút nó hơi khó uống, nhưng mà có một cái là uống vậy nó mới hiệu quả, nó sổ được. Dạ. Phải chi mà không có dịch anh kêu chị anh gửi vô anh xoa núi ở ngoài chị anh với cây xả đen ở ngoài đó uống nhiều nữa. Dạ. Thôi cứ ai chỉ thuốc gì thì mình làm thuốc đó đi. Dạ. Rồi hôm giờ thì vợ con ảnh có liên hệ với em không? Có anh ơi. Thì Có. cũng đi gửi lắm gì đó. Rồi Thì kệ đi. có cô con út á, có cô con út của ảnh cũng kêu anh cảm ơn rồi là tới cộng đồng, rồi là có gửi có đổi cái số điện thoại của cô út á, cô con út của ảnh đó, sợ rồi phiền em á. Chắc người ta cũng gọi nhiều phải không? Có gọi cho em nhiều phải không? Trời ơi, gọi em à, chưa được nửa tiếng em đã dồn vô có năm bao cuối mà vô 60 cuộc còn nhớ. Qua đó mình mới thấy là cộng đồng quan tâm lắm đó em. Cảm ơn cô Dạ chú anh chị nhiều, cảm ơn rất là thì nhiều. cô chú anh mấy chị đó chỉ rồi em, dạ, mấy cái nào gần nhất là em dễ tìm em làm trước, Đúng rồi, cái nào còn tìm cái được. hơi khó không làm sao. Anh thấy đa phần là chỉ cho ông Tư Ngoan ở dưới Long Xuyên đó em, ông đó là trị là bệnh gan là cũng nổi tiếng lắm á. Dạ thì cũng cái chị đó cũng cho số điện thoại ông đó luôn, em nói giờ gửi vô trong tin nhắn hoặc qua vô Zalo đi, rồi nữa vợ con ảnh về rồi em đưa đặng mà điện qua ông đó đi, chứ giờ em đâu có đi được mấy vụ đó. Đúng rồi, mà bây giờ người ta cũng đâu có làm việc đâu em, người ta đâu có dám làm, nhà nước người ta bắt làm Dạ. sao. Đang giãn cách mà đâu có dám nhận bệnh tất cả mọi nơi luôn, thuốc các tiệm các nhà thuốc đông y rồi này kia rồi người ta đâu có mở cửa được vào thời điểm này. Dạ. Là hai cái của ảnh sưng nè. Thôi ráng lo cho ảnh đi em, ráng lo cho ảnh để qua cái mùa cách ly này rồi mới có thể đi xuống ông Tư Ngoan hoặc là mới đi mua thuốc mà anh chỉ cho đó, chứ bây giờ đâu người ta đâu có mở tiệm đâu mà mua. Dạ, mở cửa ra ở trên cái mình này thấy ảnh vậy đó, tính là đi rước cái bà đó bác sĩ đó xuống chết tôi nay không có được, ngồi chị không có dám đi đi, nó chụp hình cái 20 triệu Đúng rồi, đúng rồi. nó niêm phong chị hết 3 tháng nữa rồi sao chị làm ăn, thôi bà nó không dám đi. Thì đó, người ta cũng sợ em. Dạ. Rồi anh Bảy, Dạ. hôm giờ vợ có gọi về không? Vợ có được gọi về không? Tôi gọi hoài à. Chắc bà Tôi cũng cũng như nôn. không. Dạ. Đừng bụng nước đây. Có Anh nhớ. ơi, gọi về hoài hà mà anh nói là nghe bùng bùng ở lỗ tai. À. Rồi có nhớ bà không? Có nhớ vợ không? Nhớ giờ nhớ cô không được. Anh nói giờ nhớ nhớ cũng không được. Tội nghiệp cái mùa Covid này là biết bao nhiêu gia đình là điêu đứng. Em nói bà ông hồi kia mắc kẹt rồi, thôi nhỏ gái em ghẹo thôi bắt 7 triệu không, mừng mai các bà sắm trên cho ổng không chịu. Không có bà nói giờ lên điện thoại của bà mà đây đừng có bà đi đâu mà vậy đó, bạn trai là phải năm thê bảy thiếp phải Thì kiếm bà đi không ai bà còn rồi trẻ à. Cho còn bà bảy về mươi bà chăm sóc cho, dạ kiếm bà về bà chăm sóc cho. đó anh Vĩ cũng kêu kìa. Ô, ô, đó. Bà là kêu nữa kìa cũng khổ nữa.
tôi đi tìm bà nó đi. Này tiếng dĩ chứ không phải bác sĩ. Rồi em cầm cái máy yên cái anh chụp tấm hình cái em để cái máy cho nó yên nha, đừng có lắc nha. Một hai rồi cầm cầm yên đi. Một hai để anh chụp tấm ha. Một hai ba. Một hai ba. Rồi ok, cái bụng chà bá rồi. Cái này là em cũng quan tâm tới ảnh nhiều, ráng xắt thuốc cho ảnh uống nha em nha. Rồi anh cũng hỏi Dạ thăm vậy dạ thôi. Hỏi thăm tình hình sức khỏe vậy thôi. dạ Thì cũng thay mặt cho con gái Út là cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Con gái Út kêu Tuấn Vĩ cảm ơn giùm bà con cộng đồng hôm giờ là quan tâm và nhắn cho cộng nhắn bên cộng đồng cũng nhắn cho rất là nhiều bài thuốc, nhưng mà từ từ gọi là vào cái thời điểm này á, thì thuốc nào gần nhà hay là thuốc nào có thể kiếm được thì xài thuốc đó thôi, chứ không có đi được, không có đi đâu được. dạ Rồi ok. nhờ cái ông thầy với Tiền Giang đó gửi xe cá lên, thuốc lên, ông gửi xe cá lên luôn cho uống à. Gửi xe cá lên tội nghiệp không? Dạ ông gửi với Tiền Giang mà ông gửi xe cá lên, em chạy xuống Mỹ An với cầu vượt cấp 10 với em lấy đó. Vậy hả em? Dạ chứ đâu có gửi được tới đây đâu. Đấy. Rồi ok em, vậy em nghỉ đi nha. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ rồi. Chào anh Bảy nha.